bưởi. Thanh bưởi. Đi với ai vậy? Đi có đi có một mình hả? Thôi tặng đi với bạn, đi với bạn hả? Rồi đâu bạn ngồi ở đâu đâu? Giơ tay lên cho em thấy. Mấy người? Mấy người anh đâu rồi? Ba người hả? Một người ở dưới rồi em tặng bốn vé. Dạ. Trời ơi. Tặng đại 4 5 vé cũng được. Rồi em cảm ơn anh, chúc anh may mắn xin mời anh về chợ. Hết quá trời ơi. Dạ rồi, dễ thương hả chị ha? Ừ. Dạ rồi, lý mặt sau. Đi theo lấy 80. 4 vé 80, anh 1 vé 20, dòng đội mới luôn anh, ủng hộ em luôn anh. Vui vẻ, quặn luôn anh. Dạ. À, xin cảm ơn anh rất dễ nhiều. Dễ thương quá. Tội nghiệp em trai em bước lên sân khấu quá, cái tay em cùng cùng như thế này nè. Và quý vị biết á, trong chương trình Lô Tô Hương Nam chúng em á luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho quý vị, cho nên chúng em muốn quý vị đến đây và dọn số thật là kỹ để chúng em trao phần quà ra, và đặc biệt những chương trình lưu tô của chúng em đưa ra rõ ràng và công bằng để phục vụ cho quý vị. Ai may mắn thì được trúng thưởng, còn ai mà chưa được may mắn thì quý vị vui lòng đầu tư vòng loại sau nữa nha quý vị nha. Dạ thưa quý vị, vòng loại của lưu tô 20.000 đồng để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giọng ca mà quý vị đã yêu thích trong thời gian qua. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Á hậu Trà My. Vỗ tay lên quý vị ơi. Trà My xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Anh chị bây giờ để trở về chương trình ca nhạc, Trà My sẽ gửi quý vị một ca khúc của những cái băng thằng người đừng hứa. Lâu lắm rồi mới thấy Linh Anh đi bán vé hả? Hôm qua em bán rồi đó mọi người. Bán. Tại lúc em bán anh không quay đó. Giờ hôm nay anh quay nè. Tại vì hôm nay á là Hawaii nên tụi em mới lựa mấy bài này. Phần 1 thì nó là anh dạy, phần 2 chút xíu tụi em quậy tung nóc cho anh, còn hai cái tin để đi em tập thực sao anh biết cho nghe. Sao đi về cái này về nè. Cái gì mới? Cái gì là kia? Chơi đi, từ sau tao hát cho nghe. Thôi chơi đi, từ đây tới Tết còn dài mà. Về quê má. Thôi khùng quá. Chơi 23 Tết đi em hát cho nghe. Hát đi, rồi quay từng Tết. Rồi nói vui vẻ, thì đi em lại tại chỗ. Hát cho con, hát đi. Cảm ơn nha. Đó, trời. Thấy không, trai đẹp yêu cầu em phải hát đúng bài đó. Để về em tập mai em hát cho anh nghe. Ok anh, nha. Mai qua nữa nha. Anh, mai qua nha. Mai qua hai cô tiên cho anh nghe em hát 4 cô luôn. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà. Kìa bên kia nữa kìa. Alo, có ai mua vé không ạ? À? Ê qua anh chị ơi. Anh ủng hộ đi anh. Mua vé ủng hộ đi anh. Đúng rồi. Chào chị, em còn 2 vé nè, hết luôn. Dạ cảm ơn anh, chờ em chút xíu. Anh thấy lai làng lên, anh chạy lên là từ đâu bê đê gần kia mà. Hai vé cuối. Đúng rồi. Đúng luôn. Mời qua đây tiếp. Em phục vụ tiếp. Thôi phục vụ không ơi. Ngồi đi nó chơi em. Từ đây tới 23 Tết hãy muốn dầu đi. Cảm ơn anh chị nha. 25 đô phù chơi luôn anh. Đó anh làm. Rồi dạy vô giùm em nha. Cảm ơn cả nhà. Luôn ngày 20 bài, 20
21 số kỳ đà số kỳ đề mấy kỳ đề mấy kỳ đà sau đi về rồi làm yêu nữa thôi sao em chỉ yêu một mình anh tình đôi mặc dù không chi cách ngăn ngủ đi em mong giấc mơ thành tiên 40 quyền con 40 con 40 còn 40 con 40 quyền 40 con 40 số kỳ đề sao là con mấy con số kỳ đà mấy kỳ đà Oh!